nghèo thì bị bắt làm câm, giàu thì bị của giam cầm chung thân. Xưa nay chung hồng trần như thế, hơn thua nhau chỉ kể đồng tiền. Dòng đời xuôi ngược đảo điên, đều do cây thứ bát tiền mà ra. Thứ tiền bát người ta tạo nó, rồi người ta lại khổ vì tiền. Không tiền nói phải cũng điên, có tiền nói quý cũng thiên người ư. Trâu bò thì bị người xỏ mùi, người bị tiền bạc cởi trên lưng. Trâu bò chỉ khổ xác thân, người thì xác thịt tinh thần khổ luôn. Khổ đến chết chưa buông được nó, mà nhiều người lấy đó làm vinh. Tiền xem trọng, nghĩa xem khinh. Ngày nay thế giới chỉ tin đồng tiền. Tiền là bát không yên một chỗ, nay tay này mai ở tay kia. Người thường vì nó rẻ chia, gây ra đổ máu đầm đìa khắp nơi. Chủ được nó là đời hạnh phúc, nó chủ mình là mất tự do. Làm ra để giúp để cho, chứ gom góp để bo bo giữ đời. Đem giúp đỡ cho người chẳng mất, cứ bo bo giữ cất không còn. Vật mòn biết dùng không mòn, tiền đừng nên bạc nên tròn nghĩa ân. Ham tiền bị hư thân lắm kè, mến bạc nhiều người nhẹ giá danh. Gái thì bán mất tiết trinh, trai thì trộm cướp hoặc sanh gian hùng. Thân cho mấy khi lòng mến bạc, tình thân kia cũng nát như tương. Tự mình bóp chết tình thương mà không sáng mắt đi bởi dương bạc tiền. Tiền dùng đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác hơn ma. Phật ma cũng tại người ta, chứ tiền bạc nơi vốn là vô tri. Nhiều tiền kiếp mâu ni giàu có, bạc tiền đâu làm khổ được ông. Mà là nhờ có tiền đồng giúp ông bố thí khắp trong dân làng. Đó là một trong ngàn công đức Phật Thích Ca chưa chất từ xưa. Dùng tiền như hạn cho mưa biển non đo, cũng chẳng vừa đại ân. Phật xưa cũng sát trần cõi tạm, ngài cũng tình cũng cảm như ai. Thế mà ngài chứng Như Lai, nhờ lòng bố thí nhờ hay nhân từ. Phật làm thế nay người cũng thế, tất nhiên là ngồi kế Phật. Ngài nhớ câu trọng nghĩa hơn tài tiền tài, chứ để nó sai khiến mình. Ai có của bị khinh cũng mặc, đừng vì tiền gái gắt với ai. Có ra thì đỡ xây xài, không thì nhịn chịu chứ cay đắng lòng.